Hiện tại thì mình đã lại quay lại cái chỗ ở mà trước đây mình đã ở. Mình vẫn quay cái bookshelf tour của mình năm nay ở chỗ đấy và vẫn là cái giá sách đấy. Chỉ là có một vài cuốn sách nó sẽ thay đổi. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với mọi người với một chiếc video về sách. Ngày hôm trước khi mà mình đăng cái video mà mình đi bookshelf tour nhà chị My đó, thì có một bạn subscriber của mình đã comment là đặt gạch hỏng bookshelf tour 2023 của mình. Vì thế nên là ngày hôm nay thì mình đã quyết định là mình sẽ quay một cái bookshelf tour phiên bản năm 2023 cho mọi người, để xem là cái bookshelf tour năm nay của mình thì có gì khác với cái bookshelf của mình của năm ngoái. Thật ra thì từ năm ngoái trở đi ấy, thì mình đã khá khẩm hơn những năm trước, là mình có một cái giá sách rồi. Mặc dù là cái giá sách của mình nó rất là bé, bởi vì là mình đang ở trọ ở đây thôi ấy, ở Hà Nội ấy. Thế nên là cái giá sách của mình nó không được lớn như là những giá sách của những bạn mà đang ở nhà. Vì thế nên là nó cũng khá là ít sách thôi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ cho mọi người xem qua, tham quan qua những cái cuốn sách mà đang có trên cái giá sách của mình. Cũng nói trước luôn, đấy là cái giá sách của mình thì nó rất là bé, nên là nó cũng có rất là ít sách. Và đôi khi là những cuốn sách đấy mình đã giới thiệu cho mọi người trong một cái book haul hay là một cái video nào đấy rồi ấy. Nên là ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu nhanh cho mọi người những cuốn sách có trên giá của mình thôi nhá. Bây giờ cùng xem là giá sách năm nay của mình sẽ có những gì nhỉ? Let's go. Có một điều trùng hợp, đấy là vào thời điểm mà mình quay cái video bookshop tour của năm ngoái ấy, thì mình cũng đang ở cái địa điểm đấy và vẫn là cái giá sách đấy. Sau đó mình thay đổi chỗ ở. Hiện tại thì mình đã lại quay lại cái chỗ ở mà trước đây mình đã ở. Mình vẫn quay cái bookshop tour của mình năm nay ở chỗ đấy và vẫn là cái giá sách đấy. Chỉ là có một vài cuốn sách nó sẽ thay đổi thôi. Thì cái đầu sách ở trên giá của mình có thay đổi một chút xíu. Thì chúng ta hãy cùng xem là năm nay thì trên giá sách của mình có những cuốn sách gì nhé. Let's go. Thì đây là cái tủ sách của mình. Nó vẫn là cái sách lần trước mà trong cái bookshelf tour lần trước mà mình quay cho mọi người xem ấy, thì nó vẫn là cái tủ đấy. Nó vẫn nhỏ như thế thôi. Và những cái cuốn sách ở trong cái tủ sách này của mình thì nó cũng vẫn sẽ, tức là cái dung lượng nó vẫn không lớn ấy. Thì đi à, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ cái phía trên này. Ở trên này thì mình có một cái gương. Tiếp theo là một cái cây. Cái này là bằng len nhưng mà cây là bạn mình tặng mình. Luôn luôn có washi tape ở trong nhà, vì thế nên là ở trên cái giá sách của mình cũng sẽ có washi tape này, hai cuộn kiểu để làm gì làm ấy. Tiếp theo là một cái cốc đựng bút. Cốc này thì mình có được rất là random trong một lần đi mua nước ở siêu thị ấy. Thế là mình được tặng nó, mình thấy nó xinh xinh nên là mình lấy để mình đựng bút. Và ở trong cái cốc này thì có đủ các thể loại bút. Đây là cái bút ông già Noel mình được tặng của Giáng sinh. Đây là cái kẹo mà mình được tặng hồi Valentine của Bemin. Có cả một cái tu viết này mọi người, thật sự random luôn á. Bút này rất là xinh. Đây là cốc. À, mình có một quyển lịch của Nhã Nam mà mình có được từ cái đợt dọn kho. Thì ở trên lịch thì mình sẽ nốt những cái thứ mà mình cảm thấy là cần thiết. Ok, đây là cái phần phía trên. Tiếp theo là đến cái ngăn này thì trong cái ngăn này thì đầu tiên là mình có một vài cuốn sổ. Đây là mình có bốn cuốn sổ. Một cuốn là cuốn sổ tay khắc kỷ của Seneca. Tiếp theo là một cuốn nốt bình thường thôi. Mình đã dùng cuốn sổ này rất là lâu rồi, từ cái lúc mà mình mới làm YouTube. Đây, ở đây mình còn có ghi là BookTube Journey. Mọi người nhìn thấy không? Đây là quyển sổ ngày xưa có một chuyện tình. Cuốn này không phải là mình mua mọi người, mình được chị My cho. Và đây là cái quyển sổ. Cái quyển này thì mình hay viết cái quote để mình áp kèm với story ấy, kiểu thế. Và mình cũng hay xé giấy từ đây ra để mình viết thiệp cảm ơn cho những bạn mua sách cũ của mình. Tiếp theo, mình có hai cuốn sách. Một cuốn là Người trong môn nghề của Spider Room. Cuốn tiếp theo là Nữ sinh của Dazai Ozamu. Quyển này thì mình vừa mới mượn xong. Mình mượn nhưng không phải là mình mua. Sách ở trong cái phần này của mình thì hầu hết là mình mua ở Nhã Nam dọn kho, với cả là sách cũ. Thì những cuốn mình mua ở Nhã Nam dọn kho thì có Cho tàn sắc đỏ này, mình mua ở cái đợt dọn kho thứ hai chào hè, Tiên lửa mua được ở đợt dọn kho đầu tiên, vẫn chưa đọc, cách đây 2 năm rồi. Đây, quyển này thì vừa mua xong vẫn có siêu luôn, điều này rồi cũng qua. Thổ út thần, quyển này là mình mua được với giá 10k đó, mình
đã khoe ở trong cái book haul của Nhã Nam rồi đúng không? Tiếp theo là thư gửi từ miền địa của một tác giả người Hàn Quốc. Dạ từ thơ ngây, bìa siêu xịn luôn. Ở đây mình có hai cuốn Điềm tĩnh và Nồng nhiệt, bản đỏ và một bản lam, cũng mua ở cái đợt dọn kho vừa rồi. Một trong cái bóng mình mua ở cái đợt dọn kho chào hè của Người quyện cho tạ sắc đỏ này. Ngụy thì mình mua ở cái đợt dọn kho đầu tiên. Tiếp theo là Hạnh ngộ trong bóng tối Otsuichi, cũng là ở cái đợt dọn kho vừa rồi, mua được với giá 20k, hơi xấu một tí. Thang máy Sài Gòn đồng giá 25k thì phải, cũng là đợt dọn kho vừa rồi. Tưởng tượng và dấu vết đồng giá 10k ở đợt dọn kho vừa rồi. Không biết là bao giờ mình mới đọc đến những cuốn sách này nữa, bởi vì bây giờ mình đang đi mượn rất là nhiều sách. Ở đây sẽ có một vài cuốn mình được tặng. Đây, ví dụ như quyển Chuyện ngõ nghèo này là mình được em Minh Nguyệt trên Instagram tặng. Trước đó mình trúng giveaway của em ý, nhưng mà em ý không có thời gian để vẽ lúc mang tặng mình nữa, nên là em ý đã tặng mình cuốn sách này. Thì đây, cái bìa trong của nó như này. Đó, rất là xinh. Quyển mình cũng được tặng nữa, đấy là quyển Có được là người của Primo Levi. Ui giời ơi, mình làm rơi cái bookmark ở trong. Đây là em La Gom tặng lúc nào cũng sẽ kèm thêm một cái bookmark như này. Yeah, vẫn chưa đọc. Quyển này cũng là La Gom tặng mình này, lưỡi. Đây là những cái quyển sách cũ mình mua. Đầu tiên là Vàng khi cho bụi của Đoàn Minh Phượng. Quyển này đã có ở trên cái giá sách của mình từ năm ngoái rồi. Tiếp theo là Đảo của cô Tư. Thế mà khó đọc lắm, mình vẫn chưa đọc. Yếm sao mình mua lại từ một chị ở trên Instagram. À đây, quyển này là mình mua ở dọn kho Nhã Nam. Chào hè, sống khó hơn là chết, Trung Trung Đỉnh. À, lời nguyện cầu 9 năm trước, sách cũ. Quyển này là sách cũ mình mua. Mình kiểu đi bán sách cũ ấy, nên là thấy quyển nào hay hay mình giữ lại. Đây là một quyển mình giữ lại. Quyển này nếu mà mọi người đã xem cái book haul lần trước, à không phải book haul mà là cái book sale tour lần trước, thì cái quyển này đã có trong book sale tour lần trước rồi. Và Organ mùa xuân cũng là giữ lại sách cũ. Không phải giữ lại sách cũ, mà quyển này mình mua. Quyển này mình mua của một bé ở trên Instagram, bé An thì phải. Bé bán rất là rẻ cuốn sách này, nên là mình đã mua quyển này cùng với quyển Cửa hiệu tự sát. Đấy là cái ngăn đầu tiên của mình. Mình vừa mới xếp lại. Thứ tự màu nhạt dần, nhưng mà trông nó cũng không nhạt dần lắm ha. Đó, vậy thì đây chính là cái ngăn đầu tiên ở trên giá sách của mình. Mình xin lỗi vì là cái chỗ của mình bây giờ nó đang không có nhiều diện tích lắm, nên là cái máy quay của mình nó không đi vào sâu cho mọi người xem được ấy. Thì đây chính là cái giá thứ hai của mình. Thì trong cái giá thứ hai của mình ở phía bên này thì mình có một đống giấy nhớ. Một đống giấy nhớ, mình dùng rất là nhiều giấy nốt, thế nên là mình có rất là nhiều giấy nốt ở đây. Yeah. Tiếp theo là mình có hai cái hộp đựng card. Nếu mà các bạn xem video của mình nhiều á, thì mình đã giới thiệu hai cái hộp này ở trong cái video mà book tag notebook của mình ấy. Hai cái hộp này đựng card của các chú BTS nhé. Đây là cái card của mình. Mình có hai cái hộp đó, và mình cũng để nó trên cái giá sách luôn. Và ở trong đấy thì mình có kẹp một vài cái bookmark để kiểu dùng khi cần ấy. Thì đây là những cái bookmark cũ của mình từ cái đợt dọn kho chào hè. Trông nó không được đẹp lắm. Sao nó có khuất này. Và ở đây thì mình có cả một hộp thuốc ho. Cái này hộp thuốc ho là kiểu viên ngậm ho ấy. Mình rất là sợ ho, nên là mỗi khi mình bị ho thì mình thường mua đủ các loại thuốc. Ở trong này thì có một chai toner vẫn chưa xài tới. Mình có xu hướng mua đồ dự trữ ấy mọi người, nên là cái chai toner cũ của mình nó ở bên này vẫn chưa xài hết. Và đã có một cái chai nữa ở đây rồi. Ok, thì ở đây mình có hai cái chai nước hoa. Cái chai là mình dùng thêm lên cơ thể của mình. Còn một chai thì là đây là cái loại mình xịt lên sách. Và sách cũ thì mình sẽ xịt nó lên sách để cho nó có mùi dễ chịu một chút khi mọi người nhận sách ấy. Tiếp theo chúng ta có cuốn Cá voi đỉnh núi mình mượn của chị My ấy. Chuyện đó đâu ai ngờ của Jesu mình được Shy Book gửi tặng. Tiếp theo là Thỏ Về Màu. Ui, ở đây có một cái lì xì hôm mình đi meet and greet của Huy Hoàng. Ê, Thỏ Về Màu chị My tặng mình. Tè lém. Thế giới không có người xấu, Shy Book tặng. Đã mở nó trong cái unbox đầu năm đúng không? Chuyện đời mua ở dọn kho Nhã Nam. Nó hơi to thì phải. Để mình zoom nó nhỏ lại một tí. Đây là một chuyện đời mua ở dọn kho Nhã Nam. Cái này là cái gì nhỉ? Tiếp theo mình có một cuốn Người cha buôn hàng chuyến của Phạm Ngọc Tiến. Thì đây là một tập truyện ngắn. Mình đã giữ lại trong một lần đi mua sách cũ ấy. Bởi vì là trước đây mình đã từng giữ lại một cuốn sách có tên là Ga Ký Ức. Mình đọc thì khá là thích, thế nên là lần này mình cũng khá là có hứng thú với cái quyển này, nên mình đã giữ lại. Thì
ở trong này có, đầu tiên là có một cái chiếc bookmark này, tiếp theo là có cả cái chữ ký của tác giả để tặng ai đó. Thế nhưng mà mình đã mở được quyển này ở trong cửa hàng sách cũ, thế nên là mình cũng không biết chủ nhân của nó là ai. Thì đấy là cuốn Người Trao Buôn Hàng Chuyến. Tiếp theo thì mình có cuốn Mắt Biếc. Cuốn Mắt Biếc này thì rất là đặc biệt mọi người ạ, bởi vì là cuốn Mắt Biếc này có chữ ký của bác Ánh. Đây là chữ ký của bác Ánh, em Min đã đi xin chữ ký của bác Ánh cho mình. Và cái cuốn sách này là cuốn sách của chị My mọi người ạ. Tức là hôm đấy mình đang ở nhà, mình đang ở quê ấy, nên là mình không thể gửi sách cho mọi người để nhờ mọi người lấy chữ ký cho bác Ánh giúp mình được. Đây là chị My đã tặng mình cái quyển Mắt Biếc của chị có trên giá sách để mình đi xin chữ ký của bác Ánh. Yeah, trời ơi, chị My 100 điểm, em My 100 điểm luôn. Tuyệt vời. Tiếp theo là một cuốn Cổ Chuột Và Người của John Steinbeck. Thì cuốn sách này, nếu mà mọi người có theo dõi kênh của mình ấy, thì mọi người cũng biết là mình đã có cuốn sách này, cái bản của Nhã Nam rồi. Cái bản của Nhã Nam là cái bản bìa cứng ấy, nó có cái màu giấy ấy. Thế nhưng mà mình rất là thích cái bản của Tao Đàn, nên là trong một lần đi mua sách cũ thì mình thấy có quyển này và mình đã lấy luôn. Mình đã lấy cái cuốn này của bản của Tao Đàn luôn để mình. Hôm nay mình sẽ đọc lại quyển của Chuột Và Người này cùng với một cuốn nữa của John Steinbeck mà lát nữa mình sẽ cho mọi người xem sau. Tiếp theo là quyển Lời Hứa Lúc Bình Minh của Romain Gary. Thì quyển này mình cũng mua ở trong dọn kho Nhã Nam, chắc là mọi người cũng đã xem ở trong cái book kho Nhã Nam của mình rồi. Tiếp mình có Bạn Khác Giới. Bạn Khác Giới thì đã có trong giá sách của mình từ năm ngoái rồi đúng không? Bạn Khác Giới của Chihaya Akane. Quyển này đã ngừng kinh doanh rồi nên mình giữ lại để mình sẽ đọc sau. Lắng Nghe Gió Hát của Haruki Murakami. Thì cái quyển Lắng Nghe Gió Hát này, trước đây mình có rất là nhiều sách của bác Haruki ấy, nhưng mà sau đó thì mình chuyển nhà nên là mình không mang đi hết được, và mình chỉ mang theo quyển này đi thôi. Năm ngoái thì có cả Ngực Tình Sputnik nữa, nhưng mà mình cũng pass Ngực Tình Sputnik đi rồi, vì là mình cảm thấy là mình không hợp với văn của bác lắm, mình không đọc được ấy, nên là mình chỉ giữ lại một quyển thôi. Nếu mà sau này đọc được thì mình sẽ đọc. Tiếp theo mình có một vài quyển sách mình được tặng. Ở đây toàn là sách mình được tặng thôi. 6 quyển sách mình được tặng. Đầu tiên là quyển Trộm Hay Là Thứ Tội Của Một Chiếc Gai, mình được bạn là Bai Chi tặng khi trong một lần mình mua sách cũ của bạn ấy. Sắp Cưới của Vũ Bão, quyển này là em Linh La Gom tặng mình trong một đợt giãn cách. Ở trong này vẫn còn thư của em ấy. Đại loại vậy. Đây, quyển này nữa, quyển này cũng là Linh La Gom tặng luôn trong cái đợt tặng cùng với quyển Sắp Cưới này luôn này. Kim Liên Ở Trần Tây Môn của Tao Đàn. Đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao Tao Đàn lại làm ra được một cái bìa xấu cái này luôn ấy. Bìa của Tao Đàn lúc nào cũng đẹp mà sao cái bìa này lại xấu đến thế nhỉ? Không hiểu nữa, hay có ý nghĩa gì đấy. Tiếp theo là Bố Con Cá Gai, cũng là em Linh La Gom tặng luôn, chưa đọc. Ở đây là hai cuốn sách, một cuốn là Tàu Tốc Hành của Hiro Akiyawa. Em Hạnh tặng mình năm ngoái khi mà mình ở cùng nhà với em ý, kiểu em ý có sách nhưng mà em không đọc ấy, nên là mình đã xin cuốn sách này. Còn cuốn này là Chú Chim Bay Không Quay Đầu Ngoảnh Lại của Shiba Ryu, em Khoai tặng mình trong dịp sinh nhật. Mình cũng đã khoe ở trong cái book haul nào đấy của mình rồi đúng không? Mình cũng chưa đọc cuốn này. Đây, trong này còn là lời chúc mừng sinh nhật của em ý Kim Khoai, chữ rất là đẹp. Ok, thì đây chính là cái ngăn thứ hai của mình. Bây giờ mình sẽ xếp lại sách vào đã. Xếp lại sách vào thì mình mới chịu được, đợi mình một xíu nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xuống cái ngăn cuối cùng, ngăn xuống sách cuối cùng của mình ở bên này nhé. Yep. Đây là cái ngăn cuối cùng của mình và mình đã phải ngồi bệt xuống. Mình còn một cái ngăn nữa ở dưới này cơ, nhưng mà cái ngăn ở dưới này là ngăn đựng đồ linh tinh. Mình đựng mấy thứ kiểu đồ make up, cả kiểu băng dính các thứ ấy. Thế nên là thôi mình cũng sẽ không show cho mọi người xem cái ngăn ở dưới này nữa, nó hơi bề bộn một chút. Thì ở cái ngăn này thì đầu tiên là mình, cái ngăn này mình nó khá là chật ấy, mình nhét đủ mọi thứ ở đây. Đầu tiên là mình có 5 quyển Blackjack mình mượn của bạn, mình vẫn chưa cả bóc siêu ra để đọc luôn. Mình mượn từ tập 6 đến tập 10. Bởi vì lần trước thì mình đã mượn từ tập 1 đến tập 5 rồi. Yeah, mình mượn về để đọc lại. Ngày xưa mình có một bộ Blackjack, bộ cũ ấy, của Kim ấy, của nhà Kim ấy. Thế nhưng mà từ lúc mà Blackjack tái bản thì mình nghèo quá là mình không mua được. Và mình đã đi mượn về đọc. Thì đây là 5 cuốn Blackjack mà mình đi mượn. Mình phải đọc nó sớm thôi. Một vài cuốn sổ. Đây là những cái cuốn sổ mình đã viết. Tức là sẽ có những cái thứ mà mình thấy hay hay ấy, thì mình viết vào và mình lưu trữ nó lại. Thế là những cuốn sổ, đó là những cuốn sổ mà mình đã viết và mình không chưa muốn bỏ nó đi ấy. Thế là mình vẫn để nó ở đây. Đây là một quyển mà mình học các kiến thức chung. Cái này là quyển sổ mình học tiếng Hàn nhưng mà mình đã bỏ tiếng Hàn rồi. Không thể học nổi luôn ấy. Mình đã học tiếng Hàn lần thứ 7 rồi đấy mọi người. Đây, ở đây có một cái quyển mình ghi những cái thứ linh tinh. À ở đây có hai quyển mình chưa ghi gì.
hai quyển sổ trắng mình chưa ghi gì cả. Thì đây là một vài quyển sổ để ngân cuối. Tiếp theo mình có một cuốn Mùa hè năm ấy của tác giả Đặng Huỳnh Mai Anh. Thì tác giả Đặng Huỳnh Mai Anh là một người họa sĩ, một người viết văn mà mình khá là thích. Mình đã follow chị ở trên Instagram khá là lâu rồi. Nhưng mà trong đợt vừa rồi khi mình đi mua sách cũ thì mình mới lấy cái quyển Mùa hè năm ấy này về. Nhìn cái bìa rất là xinh đúng không mọi người? Ở đây thì có một cái bookmark cũng rất là xinh xắn luôn nè. Và có chữ ký của tác giả nữa. Thế nên là mình đã giữ lại quyển này. Mình có hai bản cơ, mình có một bản bìa màu xanh nước biển rất là đẹp nữa cơ. Thế nhưng mà cái bản đấy lại không có chữ ký và không có bookmark ấy. Nên mình giữ lại cái bản bìa trắng này. Đẹp lắm mọi người ơi. Xinh lắm. Mình sẽ đọc cuốn này, sách này sớm thôi. Thế nhưng nó là tản văn thì phải. Mình cũng chưa đọc thông tin gì về quyển này cả. Tiếp theo mình có quyển Sông. Quyển mà chị My gào thét bảo là mình đọc đi. Của cô Tư. Đây là quyển tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết duy nhất của cô Tư mình có. Của cô Tư thì mình hay đọc truyện ngắn ấy. Trong này thì mình đã đọc đến trang 15 rồi. Đây là mình có một cái bookmark ở đây. Bookmark của giây phút này của một số. Ok, mùi mẹ. Mình được tặng kèm. Trời ơi, nó rơi ra rồi. Mình được tặng kèm với thiệp Tết của Spider Room. Đây mình vẫn còn giữ thiệp Tết của Spider Room này. Cuốn mùi mẹ nữa. Tiếp theo, Họa ký ngàn năm của Machio Kyo. Mình mua được ở Giọng Kho Nhã Nam với giá 10k, rất là xinh. Yeah. Ở đây thì mình có Khúc đắm say tuyệt vọng của Camelia Dương. Mình cũng mua ở Giọng Kho Nhã Nam, hình như là đồng giá bao nhiêu đó. Cái Camelia Dương là một tác giả Việt Nam, nên là mình cũng mua để ủng hộ tác giả Việt. Cuốn cũng là tác giả Việt, Việt Nam danh tác, Chuyện đường rừng của Lan Khai hay Lan Khải nhỉ? Lan Khai đúng không? Lan Khai. À, bìa xinh nhỏ. Rất là mới luôn đấy. Mà cái này có 15.000 đúng không mọi người? Thật ra thì nó cũng giống như cái kiểu là giảm giá 50% thôi. Nhưng mà thôi, mua được quầy đồng giá thì nó vẫn vui hơn. Đây là cuốn Lam Vĩ của Đỗ Hoàng Diệu, cũng là tác giả Việt Nam. Quyển này hơi tiếc một tí là nó bị thấm nước. Nó bị hơi bẩn một tí. Không sao, it's ok. Hello. Video à? Ừ, chị đang quay video. Thì đây là cuốn Đất Mồ Côi của Cố Viên. Mình vừa đọc cuốn sách này xong. Đây là cuốn sách đầu tiên mà mình đọc xong mình không biết viết review gì hết. Thì nếu mà mọi người tò mò thì có thể đọc thử. Mình đã review cuốn sách này ở trong cái wrap up lần trước rồi đúng không? Nếu mà cái wrap up đấy lên trước cái video này thì mình đã review cuốn sách này rồi. Review qua thôi, mình cũng không biết review gì. Thế là mình có một cuốn truyện ngắn của học trò. Cuộc sống có nhiều lựa chọn, lựa chọn hãy chọn niềm vui. Luôn luôn mình sẽ giữ một quyển này ở bên cạnh vì là mình rất là thích truyện ngắn học trò và ở trong cái quyển này nó có nhiều chuyện mà mình thích ấy. Một vài chuyện mà mình thích ở trong quyển này ví dụ như là tuổi thơ hiện về quá mọi người. Đây, ví dụ như là quyển là chuyện Đồng Xu Nhỏ của May này. Phép màu của Andersen của Riolin rất là hay luôn. Trái tim mình vòng cũng hay này. Điều ước dưới nắp chai. Cái chuyện điều ước dưới nắp chai này nó rất là kiểu touching ấy. Một người tên là ấy cũng hay. Nói chung là cái quyển này nó có rất là nhiều chuyện mà mình thích nên là mình luôn giữ lại ở bên cạnh. Ở đây có hai quyển mà mình cũng sẽ luôn giữ lại. Một là Bạch Dạ Hành. Mặc dù là quyển này thì không phải là của mình, quyển này là của chị My. Mình vẫn mượn từ cái đợt mà mình mang theo người để mình đọc lại đó. Mình đọc lại Bạch Dạ Hành đó. Nhưng mà mình vẫn chưa review được cái quyển Bạch Dạ Hành này. Mình nghĩ là mình phải đọc thêm vài lần nữa thì mình mới review được cái quyển này mất. Nên là mình vẫn mượn chị ý, mình giữ lại đây để hôm nào đấy mà mình làm video thì mình sẽ dùng nó. Chị cũng chưa đòi nên là mình cũng cứ cù nhầy chưa trả. Ở đây mình có một quyển nữa là Battle Royale. Mọi người đã quá quen với cái quyển này nếu mà mọi người xem kênh của mình đúng không? Ở đây còn mình có một quyển rất là đặc biệt. Đấy là Memory 2017 của BTS. Đây là một cái quyển Memory. Cái đợt chuyển nhà gần đây nhất thì mình đã bán hết good của BTS đi rồi. Mặc dù rất là tiếc. Năm ngoái thì cái giá sách của mình rất là nhiều album với cả là nhiều good của BTS đúng không? Nhưng mà năm nay thì mình chỉ còn giữ lại duy nhất cái quyển Memory 2017 này thôi. Bởi vì là quyển này là mình được tặng, được bạn Trang của mình tặng. Vì thế nên là mình đã giữ lại quyển 2017 này. Và đây cũng là cái era, cái thời kỳ mà mình thích nhất của BTS luôn. Vì thế nên là mình cũng giữ lại nó. Đây, ở đây mình có một cái card của Namjin. Không hiểu là mình đã có cái card này vào cái dịp nào nữa. Mình quên mất rồi. Thì đây là quyển Memo 2017 nè. Cháu ơi đẹp lắm. Ui, xinh chưa? Yêu lắm luôn. Đây là Wings này. Wings Tour. Từ cái đợt Wings, cháu ơi cái đợt Wings mình rất là thích cái era đó. Wings, chú tui. Đó. Xinh lắm. Nói chung là mình rất rất là thích cái
memo 2017 này. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Mình sẽ luôn luôn giữ lại nó. Giờ mình sẽ lại cho sách vào. Nó y như cũ luôn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ sang đến một cái giá rất đặc biệt nhé. Yes. Ở bên này thì mình còn một cái ô nữa. Bởi vì là cái giá này thì mình dùng chung với những cái bạn khác ấy. Thế nên là đây là cái ô mà của mình. Thì ở trong cái ô mà mình dùng chung với những bạn khác này thì mình sẽ để những cuốn sách mà mình đi mượn. Ở đây có một vài cuốn sách mà mình đi mượn. Đầu tiên là cuốn Tạm biệt thầy Chips của James Hilton. Cuốn này rất là xinh, cái khổ nó rất là xinh, xong cái bìa nó cũng xinh nữa mọi người. Cuốn này có tao đàn, mình vừa mượn chị My hôm qua. Ôi, ngồi bên này rộng hơn nên là mình có thể show mặt cho mọi người. Yeah. Cuốn sách tiếp theo mà mình cũng đi mượn đấy là Đại Dương Đen của bác Đặng Hoàng Giang. Đây, cuốn Đại Dương Đen của bác Đặng Hoàng Giang. Mình cũng vừa đọc xong cuốn sách này và mình cũng cái lúc mà mình làm cái video wrap up ấy thì mình chưa đọc xong, thế nhưng bây giờ thì mình đã đọc xong rồi. Sẽ lên một cái video để review cuốn sách này sớm nha. Tiếp theo là cuốn Mặt Trời Vẫn Tỏa Sáng, cuốn sách nói về phân biệt chủng tộc Tấp Đắc của chị My. Và đương nhiên là mình cũng mượn cuốn sách này của chị rồi, và mình cũng sẽ đọc cuốn sách này sớm trong năm nay. Sớm thì không biết là khi nào, nhưng mà trong năm nay. Tiếp theo là cuốn Food Rules, Ăn Uống Đúng Cách, Bộ Quy Tắc Ẩm Thực Lành Mạnh. Cuốn này là cuốn bìa cứng, rất là xinh mọi người ạ. Nó có vẻ khá là dễ đọc. Tức là những cái quy tắc ở đây nó rất là ngắn. Nó design theo một cái kiểu mà nó rất là dễ đọc ấy. Thế nên là mình đã mượn cuốn sách này về để đọc. Bởi vì là năm nay thì mình đã quyết định là mình sẽ cố gắng đọc nhiều nonfiction hơn. Mình đọc nhiều nonfiction hơn và mình sẽ đọc kết hợp. Cụ thể thế nào thì mình sẽ chia sẻ với mọi người sau nhé. Thế đây là quyển Food Rules. Tiếp theo mình có Amrita của cô chuối Banana Yoshimoto. Tất cả sách ở đây mình đều mượn của chị My hết nha mọi người. Thế nên là mình sẽ không nói là mình mượn của ai nữa. Bởi vì là mình chỉ mượn của chị My thôi. Này, Amrita của cô chuối này. Thì cùng là của cô chuối thì mình có cả quyển Say Ngủ này nữa. Hai cái quyển này đều là của cô chuối mà mình chưa đọc. Và mình sẽ đọc trong năm nay. Say Ngủ thì nó là một tập truyện ngắn. Còn Amrita thì là tiểu thuyết. Quyển tiểu thuyết mà nó lại dày thế này thì không biết là có cái gì hay ho không. Thì mình khá là tò mò, mình sẽ đọc hai cuốn sách này. Tiếp theo mình có Vòng Đu Quay Đêm của Minato Kanae. Cô Minato thì mình có quyển này chưa đọc. Cái quyển gì nữa nhỉ? Với một quyển gì đấy mà không phải của Nhã Nam xuất bản ấy. Cái quyển mà cái gì mà những đứa trẻ gì đấy. Cái bìa mà có một người phụ nữ đang ngồi trong phòng ấy. Đó là mình chưa đọc thôi. Thì mình sẽ đọc quyển này. Khoe với mọi người, đây là cái bookmark mình vừa được chị My cho. Của Huy Hoàng, hình con trồn mọi người ạ. Xinh không? Còn một cái nữa mình để trong quyển nào nhỉ? Amrita phải không nhỉ? Đúng rồi, cái này hình con mèo. Ta-da. Ok, xàm quá. Tiếp là mình có Hóa Thân của Franz Kafka. Chị My không biết là mình mượn của chị những quyển gì, thì chị có thể xem cái video này để nhớ lại là mình mượn những quyển gì của chị. Đây, chưa đọc. Thấy bảo là cũng khó đọc đấy, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Có một quyển nữa là Mẹ Ơi Con Nhớ Nhà, tiểu thuyết của Trần Hồng Giang. Cuốn sách này thì mình cũng chưa thấy nhiều người review lắm, thế nên là mình quyết định là mượn về đọc để review xem là nó như thế nào. Mình khá là có hứng thú với những cái quyển nu vui kiểu không ai biết như thế này ấy. Mình sẽ đọc thử. Một quyển nữa của John Steinbeck chính là quyển Phố Canary Row. Thì quyển này không phải là mình mua, mình đi mượn thôi. Thì nếu mà mình thấy hay thì mình sẽ mua. Cái bìa cũng rất là xinh đúng không? Bìa của Tao Đàn lúc nào cũng xinh. Tủ sách Nobel Văn Chương. Thì năm nay mình cũng sẽ đọc thử quyển Phố Canary Row này. Tiếp theo mình có Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần. Kinh điển đúng không mọi người? Thế nhưng mà mình lại chưa đọc mọi người ạ. Thế nên là mình phải đọc thôi. Yeah. Một quyển nữa đấy là Cá Thu. Quyển này đã ngừng kinh doanh rồi. Mình khá là có hứng thú với văn học châu Á. Thế nên là mình thử đọc xem thế nào. Mình đã mượn chị My quyển này luôn. Hai quyển cùng bìa màu đỏ và cùng là chị My recommend. Một là Những Kẻ Âu Lo của Ferris Bergman. Thì khi mà mình mượn quyển Người Đàn Ông Mang Tên Uf của chị ý thì chị ý bảo là mình đọc xong quyển này đã rồi chị mới cho mình mượn tiếp. Thế nhưng mà như mọi người thấy đó, lần trước mình đọc đến trang 30 và đến giờ thì mình vẫn đang dừng lại ở trang 30, mình chưa đọc tiếp với quyển sách này. Phải đọc sớm thôi. Tiếp theo là Bật Khóc của H... Bật Khóc
bật khóc ở Edgemont của tác giả Michelle Jonner. Thì tác giả Michelle Jonner là một ca sĩ thì phải. Cô ấy đã viết cái quyển này nó như là một quyển hồi ký về mẹ của mình ấy. Chị My chị nói là chị đã khóc lên khóc xuống khi đọc quyển này rồi, nên là mình cũng đọc thử xem sao. Ở đây có hai cuốn sách mà chị Alex in Wonderland tặng cho mình. Mình chưa nỡ bỏ nó ra khỏi cái bọc luôn, thì mình sợ nó bị bẩn ấy. Thì quyển đầu tiên là quyển The Silence of Bones, Sự Im Lặng Của Những Chiếc Xương à? Quyển này là quyển trinh thám. Và một quyển nữa cũng là trinh thám, và cũng là cùng tác giả với cái quyển The Silence of Bones này luôn. Đó chính là quyển The Forest of Stolen Girl. Đại loại là quyển này cũng sẽ là một quyển trinh thám. Thật sự là em không biết là khi nào em sẽ bắt đầu đọc nữa chị ạ. Em có nhiều sách quá. Và có thể là em sẽ đọc quyển này nhưng chưa chắc đã là năm nay. Xin lỗi chị, xin lỗi chị Alex. Còn hai quyển nữa thôi, một quyển là Đinh Trăng Mộng của Diêm Liên Khoa. Mình đã giới thiệu về quyển này trong cái video book haul rồi đúng không? Và quyển cuối cùng, quyển này đặc biệt này, quyển này là quyển chị My mua để tặng mình, là Hồ Sơ Tâm Lý Học. Thì đây là một cái quyển sách mà chị My nói là hợp với mình, nên là chị đã mua lì xì Tết cho mình. Thì em sẽ đọc quyển sách này sớm thôi nha. Ok chị. Bây giờ thì mình sẽ lại bắt đầu hành trình trả lại sách vào giá. Thì trong cái lúc mà trả lại sách vào giá thì mình sẽ nói lời tạm biệt với mọi người luôn. Thì hy vọng là mọi người đã thích cái video book haul ngày hôm nay. Mặc dù là cái book haul này mình biết là nó không được thú vị, bởi vì là nó cũng không được dài ấy. Nó không được dài, nó không được hay ho như của những các anh chị booktuber khác, bởi vì là cái book haul của mình thì nó hơi nhỏ. Cái giá sách của mình nó hơi nhỏ. Thế nhưng mà mình rất là hy vọng là mọi người đã thích cái video này. Đừng quên là mình vẫn tiếp tục review sách ở trên Instagram Thị Lệ Nghiện Sách, và bán sách cũ ở Instagram Thị Lệ Bán Sách Cũ. Và video stuff cùng với video sách của mình vẫn sẽ lên hàng tuần ở trên kênh YouTube của mình. Hy vọng là mọi người đã thích cái video này một lần nữa, và tạm biệt các bạn. Yeah. Nếu mọi người không phiền thì có thể đợi mình cùng xem cái cảnh của mình xếp giá sách. Xếp sách vào giá. Trời ơi, xếp giá vào sách là cái gì vậy? Đó, hợp lý đúng không? Bye bye. Tạm biệt mọi người nhé.